Xin chào mọi người, và nhất là các em trai, em gái tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các em về vận trình may mắn hay là không may mắn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020. Một trong những cái năm mà đối với tuổi của các em có tam hợp năm. Tuy nhiên là trong cái tử vi của cả năm thì không chỉ tính có xét cái phần địa chi tam hợp là cứ may mắn đâu, không phải đâu, nó còn phải tính tới là sao hạn vận niên, rồi là thiên can, rồi nhiều cái khác nữa để mà có được cái vận niên hoặc là cái năm tổng kết là may mắn hay là tốt đẹp. Và mỗi cái trụ ở trong cái tử vi, ví dụ như trụ mạng, rồi sao, rồi hạn, rồi vận niên, rồi thiên can hoặc là địa chi, giống như địa chi tam hợp của thân Tý Thìn. Là năm nay năm Tý thì đối với người tuổi Thân là có tam hợp thân Tý Thìn, thì nếu cái tam hợp đó thì nó chỉ phần nhiều về gia đạo tình cảm hơn là cái công việc và tài lộc. Cái trụ và địa chi tam hợp này á thì phần lớn nhiều về các mối quan hệ trong tình cảm hoặc là quý nhân hoặc là giúp đỡ mình thôi, chứ còn không phải là cứ mọi mặt là có tam hợp là làm ăn có tiền đâu, không hề phải ha. Nó còn ảnh hưởng tới cái sao chủ của năm. Thì để có được cái vận trình cũng như là cái vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi Nhâm Thân, thì cả nam lẫn nữ mạng thì mình phải tổng hợp lại cái tử vi của cả năm, xét xem ra sao, rồi sau đó mình mới vận vào cái 6 tháng cuối năm mình tính toán ra được. Mình cũng chia sẻ với các em là như thế này, thì đây là cái kiến thức dựa vào nhiều cái quyển sách viết về tử vi, chứ không phải là kiến thức của riêng mình ở đây mình nói ra cái gì cả, ở đây dựa theo sách vở. Cho nên là cũng có thể là có người hợp thì nó thấy là đúng hoàn toàn với mình, có người là không hợp theo cái tử vi mà hợp theo quỷ khóc hoặc là hợp theo tứ trụ, thì đó là tùy vào cái vận trình, tùy vào cái ngày tháng năm sinh để mình biết là mình hợp gì. Thì đây là kiến thức về tử vi mà mình xin chia sẻ như sau. Đầu tiên hết là các em là mệnh kim, kiếm phong kim. Như vậy mà nếu mà mệnh kim gặp năm Canh Tý năm 2020 này là một năm thổ. Như vậy xét về trụ mạng là thổ sinh kim, tương sinh. Bổn mệnh được tương sinh, năm tương sinh. Cho nên người ta nói là chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi cho cái bổn mạng và sức khỏe của mình. Cả nam lẫn nữ mạng cũng như vậy. Người ta nói trai đinh nhâm, gái quý bích. Con trai chữ nhâm, đặc biệt là nhâm thân, thì đa phần là những người rất là thông minh, hay có những cái gọi là may mắn nhỏ. Còn ngược lại với nữ mang chữ nhâm, nhâm thân, thì do là người mệnh kiếm phong kim, chữ nhâm là thủy, thân cũng là kim, cho nên là mạng tương sinh cho nạp âm ngũ hành, bổ mạng tương sinh cho thiên can, cho nên cũng là một người có nhiều thuận lợi may mắn ở trong cái con đường quan vận. Vốn dĩ là người nữ mạng mang mệnh kim thì cũng lấp lánh, mũi kiếm thì cũng lấp lánh, cũng tỏa sáng. Tuy nhiên là quá trình làm việc của mình là một người mang tính đàn ông, hơi cọc tính một tí xíu, hoặc là quyết đoán dứt khoát. Đó là cái mệnh và cái tuổi của mình. Sao chủ của năm thì năm nay có nam mạng thì bị sao thổ tú, một cái phá tinh, đem đến rối rắm và nặng tay, khá là trầm trọng cho người nam mạng. Nhưng mà đặc biệt gì như vậy, sao thổ tú thì là thuộc hành thổ, người của các em thì là mệnh kim, cho nên cái sao thổ tú này nó bị sinh xuất về cái sinh xuất thì nó yếu đi. Dù là nó xấu thì nó cũng yếu đi, mà nó yếu đi thì nó ít tác dụng, không có mấy nhiều gây ra xáo trộn lớn, nhưng mà có xáo trộn ha. Còn nữ mạng thì lại mang trong mình cái sao vân hớn, cũng chủ về rối rắm và nặng tay, công việc làm ăn thì chỉ ở mức trung bình. Sao vân hớn này lại là một cái phá tinh mang hành hỏa. Khi mà mang hành hỏa như thế này thì sẽ đốt cái người mệnh kim. Như so vậy thì nếu mà xét về sao, hai cái ngôi sao tính chất là giống nhau,
một cái nào cũng đem lại rối rắm nặng tay, nhưng mà một cái hành thổ thì nó khỏe hơn một cái hành hỏa. Hành hỏa nó đốt kim nữa thì càng mệt hơn, cho nên là nữ mạng nhâm thân năm nay xét về sao là xấu hơn nam. Hạn thì là ngũ mộ, cả hai đều là ngũ mộ. Hạn này thường đem đến hao tài và mất của. Vận niên trư phùng hỏa, heo bị nướng, cho nên là một vận niên gặp một năm nóng nảy, nhiều chuyện buồn phiền bực bội, không có thuận lợi. Thiên can canh nhâm, nạp âm của canh là kim và nhâm là thủy, đấy là nạp âm ngũ hành tương sinh. Có thể là công việc cũ, mọi điện có thể có sinh tài lộc, chứ không phải là bế tắc không có tài lộc. Làm vẫn ra tiền nhưng mà chưa chắc giữ được hay không. Địa chi thì thân tí thìn tam hợp, người ta nói gặp địa chi may mắn. Tam hợp như thế này thì gia đạo tình cảm hoặc là các mối quan hệ trong công việc bạn bè nó sẽ được thuận lợi hanh thông. Lỡ như mà nữ mạng có gặp chuyện bế tắc thì phút cuối vẫn có người quý nhân chỉ đường dẫn lối cho mình hoặc là giúp đỡ mình vượt qua những cái đại nạn. Đó là nhìn chung cái tử vi từ bên ngoài, tại vì mình chưa có làm cái tử vi cả năm cho người tuổi nhâm thân giống như các tuổi khác ở đầu năm, cho nên là mình hơi nói kỹ một tí xíu. Vận vào cái tháng đầu tiên của cái vận hành 6 tháng cuối năm chính là tháng 7 âm lịch. Tháng này là tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn là tháng giáp thân. Đây là một tháng thủy. Như vậy xét về trù mệnh là với người mệnh kim gặp tháng thủy là sinh xuất bổn mệnh. Bổn mạng sinh xuất cẩn trọng, bổn mạng sức khỏe suy hao, bệnh nạn hoặc tai nạn nhẹ. Mình đã nói năm nay tổng năm là một năm thổ sinh ra kim, cho nên là trong năm mà các tháng mà có bị gặp bị sinh xuất một chút xíu thì cũng không quá xấu đâu. Có cái gì bị bệnh hay là gì đó cũng nhẹ nhàng uống thuốc mà qua. Thiên can giáp nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của giáp là mộc, nạp âm của nhâm là thủy. Như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất. Như vậy thì đây là một tháng có thể có suy hao tài lộc, đặc biệt là nữ mạng. Rồi địa chi, chủ nói về tình cảm gia đạo thì người tuổi thân gặp tháng thân, năm sinh tháng tuổi, cẩn thận chuyện không vui trong gia đạo tình cảm, đặc biệt nữ mạng cẩn thận lời ăn tiếng nói dễ gây thị phi, nam mạng thì cũng không nhẹ nhàng hơn, cho nên cả nam lẫn nữ nên cẩn thận, nhưng mà nữ thì cẩn thận nhiều hơn một chút, coi chừng dính thị phi ha. Như vậy thì tháng 7 có vẻ là một tháng không mấy tốt đẹp đối với cái vận trình của cái năm canh tí năm 2020, khi bổn mạng bị sinh xuất, nạp âm ngũ hành của thiên can cũng bị sinh xuất, rồi là tháng là tháng tuổi, cho nên là các em nhâm thân thì anh phải cẩn thận cái tháng 7 này một tí xíu. Dù gì hôm nay cũng đã là ngày 13, 14 rồi, thôi cũng đi được nửa tháng rồi, nhẹ nhàng rồi ha. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm canh tí năm 2020. Tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu thì chắc chắn là một tháng thủy nữa rồi. Như vậy thì xét về trụ mệnh tiếp tục là sinh xuất, khi mệnh kim gặp tháng thủy là sinh xuất, kim sinh thủy, bổn mạng và sức khỏe cẩn trọng, dễ bị suy hao, dễ gặp tai nạn hoặc là bệnh nạn nhẹ, cẩn thận nha. Thiên can thì cũng khá giống với tháng 7, khi mà giáp Ất thì thuộc mộc. Ất này tháng 8 là Ất Dậu mà, giáp Ất thì thuộc mộc, nhâm quý là thuộc thủy, thì nhâm sinh ra giáp Ất, nhâm thủy sinh ra giáp Ất là mộc. Như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, tiếp tục là một tháng coi chừng si hao tài lộc nhưng không quá lớn, hoặc là nằm trong cái sự tính toán của các em ha. Địa chi thân dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không tương hợp nhau. Tháng 8 khá là tốt đẹp về cái trụ về địa chi, cho nên là có thể nói là tháng này sẽ không có nặng nề lắm về việc mà gia đạo tình cảm. Rồi tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm canh tí năm 2020. Mà tháng 9 âm lịch của năm canh tí năm 2020 là tháng Bính Tuất, một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng, người mệnh kim gặp tháng thổ của năm thổ thì rõ ràng là bổn mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mệnh tốt. Khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh có trong mệnh của mình sẽ được phát huy tác dụng tốt nhất. Hy vọng với cái sự phát huy tác dụng tốt sẽ phần nào khống chế đối với cái sao
thỏ túi của nam và phần hớn của nữ. Các em nói nhẹ lại một tí xíu ha. Rồi à, địa chi chữ nhâm của các em là khắc chữ bính của bính tuất. À, thiên can khắc tháng, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao về tài lộc. À ha, ở trên được bổn mạng tương sinh nhưng mà ở dưới thì có vẻ là thiên can khắc tháng, coi chừng cái rầy rà rối rắm ở trong công việc, coi chừng đồng nghiệp ha nói xấu sau lưng gây ra cái hậu quả cho mình không tốt đẹp. Thiên can thì thân túc tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy này, thiên can này á quỳnh, cái địa chi này sẽ giống với lại cái địa chi của tháng 8, gia đạo tình cảm sẽ không có mấy gì là buồn phiền đối với người nhâm thân. Rồi tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm canh tí năm 2020, mà tháng 10 âm lịch là tháng đinh hợi. Khi tháng đinh hợi thì thuộc thổ tiếp, như vậy xét về trụ mệnh khá giống tháng 9, khi mệnh kim mà gặp tháng thổ của năm thổ thì bổn mạng sức khỏe ok, phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng lại ha. Đây là một cái tương sinh tốt. Thiên can thì còn tốt hơn nữa, với chữ đinh của đinh hợi sẽ hợp với chữ nhâm. Thiên can thuộc ngũ hợp, người ta nói gặp tháng và thiên can ngũ hợp, công việc hanh thông, tài lộc thì dễ phát sinh. À, như vậy thì là ổn, ngon. Tuy nhiên là địa chi thì không có được tốt đẹp cho lắm. Khi là người tuổi thân gặp tháng hợi, đây là cái thuộc cái nhóm địa chi tương hại hoặc là lục hại so với cái người miền Bắc. À, tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau ở trong cuộc sống, cho nên gia đạo tình cảm của cái tháng này, đặc biệt là đối với các em nữ, nhớ cẩn thận, sẽ có nhiều khi rầy rà rối rắm với lại gia đình bên chồng, nhớ cẩn thận. Rồi à, với cái sự thuận lợi của cả thiên can và mạng khi mà thổ sinh kim, hy vọng rằng sẽ phần nào khống chế, đẩy lùi bớt, làm cái niềm vui của cái việc mà gia đạo tình cảm nó không được suôn sẻ ha. Rồi tiếp đến là tháng 11 âm lịch của năm canh tí năm 2020. Tháng 11 chắc chắn là tháng Tý, mà tháng Tý, tháng 11 của năm canh tí năm 2020 là tháng Mậu Tý, mà tháng Mậu Tý thì là thuộc hỏa. Như vậy xét về trùng mạng là hỏa khắc kim, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn có thể gây ra phạm thân của mình, xây sát tay chân ha. À, dù rằng là cả năm là một cái năm được bổn mệnh tương sinh, nhưng mà đây là cái tháng đốt kim của mình thì có tương sinh đi nữa thì cũng nhớ cẩn thận. Thiên can thì chữ Mậu của Mậu Tý sẽ khắc chữ nhâm. À, tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận, nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng pháp lý, đáo tụng đình. À, bổn mạng bị tương khắc, thiên can cũng bị tương khắc. Chỉ có cái địa chi là gì sao? Người tuổi thân gặp tháng Tý của năm Tý là sao? Thuộc nhóm tam hợp thân tí tình, gia đạo tình cảm có thể là nhiều yên vui. Hy vọng với tam hợp như thế này thì các em có gặp rắc rối ở trong cái công việc cũng sẽ được gọi là quý nhân phù trợ giúp đỡ mà vượt qua cái tai nạn khó khăn. Tiếp đến đó là tháng cuối cùng của năm canh tí năm 2020. Tháng đó là tháng Kỷ Sửu, tháng 12 âm lịch. Rồi, tháng 12 âm lịch là tháng Kỷ Sửu thì chắc chắn là một tháng hỏa nữa. Cho nên là xét về trụ mạng thì không khác mấy ở với cái tháng 11. Khi hỏa khắc kim, bổn mạng và sức khỏe phải cần cẩn trọng, đề phòng những tai nạn phạm thân khi rơi vào cái tháng mà khắc bổn mệnh của mình. Rồi, thiên can thì tốt đẹp hơn tháng 11 khi mà chữ Kỷ với chữ Nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, có thể công việc sẽ không còn gặp nhiều khó khăn chống phá nữa so với cái tháng 11 ha. Địa chi thì thân sửu tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì sẽ đỡ đần ở trong việc gia đạo tình cảm một tí xíu. Với cái đà tốt ở tháng 11 thì tháng 12 này là cái tháng mà cuối cùng của năm, tháng đi đến cái việc kết thúc năm Tết như thế nào đó, thì rõ ràng đây là một cái điều thuận lợi tốt đẹp. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các em trai em gái tuổi nhâm thân sinh năm 1992 cái vận hạn 6 tháng cuối năm canh tí năm 2020. Bên cạnh nhiều điều tích cực ở trong cái bổn mạng của tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì cũng còn đó cái sự khó khăn
ở trong công việc làm ăn với cái tháng tương khắc, đặc biệt là tháng 11 âm lịch. Hy vọng rằng những cái kiến thức mà mình mới vừa chia sẻ sẽ là cái hành trang nhỏ để các em biết trước những cái dự định của mình, nên cương ở trong tháng nào, nên nhu ở trong tháng nào, để có một cái năm gọi là tam hợp với tuổi của mình thành công thật sự. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy Vào Cuộc Sống cũng như Tử Vi Vào Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để có thể đón chờ những cái tử vi phong thủy video mà mình chia sẻ dành cho tuổi của chính mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các em cũng như là mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.